Hồ đuổi có ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với dòng nước đen kịch và chi chít rác. Lớp ván dày đặc nổi trên mặt hồ để đuổi bụi cỏ to cũng có thể mọc và xanh tốt trên đó. Xem qua những hình ảnh này, có lẽ quý vị không thể cảm nhận được mùi hôi nồng nặc bốc lên từ hồ như khi phóng viên báo Thanh Niên trực tiếp ghi nhận. Không phải đến những ngày cuối tháng 5 năm 2024 mà nhiều năm qua, hồ đuổi có thuộc khu công viên văn hóa đô thị thành phố Đà Lạt tại tỉnh Lâm Đồng là một trong bốn hồ quanh thắng cảnh quốc gia Hồ Xuân Hương có nhiệm vụ làm hồ lắng cho thắng cảnh này bị ô nhiễm. Nhiều ngày qua, nhất là khi vừa kết thúc hội chợ mua sắm và ẩm thực Việt Nam Thái Lan, người dân và du khách ngán ngẩm khi đi ngang qua khu vực hồ đuổi có bởi mùi hôi nồng nặc bốc lên từ hồ. Nhìn bằng mắt thường, quý vị cũng dễ dàng nhìn thấy dòng nước dưới hồ thì đen kịch. Trên mặt hồ rộng hơn 7.000 m², lớp ván dày đặc chiếm gần nửa mặt hồ, cùng với đó là vô số chai, lọ nằm la liệt. Trong khi đó, cỏ mọc tùm xung quanh hồ đuổi có. Điều đáng nói, từ nhiều năm trước, hồ đuổi có luôn bị ô nhiễm, bốc mùi hôi, gây ảnh hưởng đến môi trường đô thị, cuộc sống của người dân và du khách. Nhưng đơn vị quản lý là Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt Land cùng các cơ quan chức năng chưa có giải pháp để xử lý triệt để. Mới đây, vào tháng 3 năm 2024, khi các hồ lắng, trong đó có hồ đuổi có bốc mùi hôi thối, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thị sát các hồ lắng. Nguyên nhân chủ yếu là do nước thải sinh hoạt, rác thải sinh hoạt, rác thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của các hộ dân sinh sống quanh khu vực hồ lắng, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường trong khu vực. Từ đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt khẩn trương thực hiện các giải pháp xử lý phòng chống ô nhiễm các hồ lắng trong thời gian trước mắt, cũng như kế hoạch lâu dài. Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, xác định đơn vị quản lý sử dụng diện tích đất, mặt nước hồ đuổi có để yêu cầu thực hiện các giải pháp xử lý, phòng chống ô nhiễm hồ lắng hoặc tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hướng giải quyết phù hợp. Thế nhưng việc xử lý chưa thấy tiến hành bao nhiêu, hồ lắng số 3, tức hồ đuổi có lại tiếp tục ô nhiễm. Tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết, đơn vị đã giao các cơ quan chức năng chủ động thực hiện các giải pháp để xử lý ô nhiễm tại hồ đuổi có. Đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Đà Lạt Land khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vớt ván, rác trên mặt hồ, tạo cảnh quan sạch đẹp ở khu vực hồ đuổi có.